chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Nhân Tầm 39. Chúc quý cô chú anh chị có một ngày mới nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Sau đây là kết quả quay thử xổ số miền Nam hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 8 năm 2024. Có 3 đài như sau: Hồ Chí Minh giải 8 30, Đồng Tháp 06, Cà Mau 36. Mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem video tham khảo vui vẻ.